Theo thông tin từ đội kiểm tra liên ngành chống phá rừng tỉnh Khánh Hòa, liên tục trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác rừng vận chuyển gỗ phục vụ làm lồng bè diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển hơn 8,5 mét khối gỗ lậu tại huyện Diên Khánh. Theo đó, từ tin báo của người dân tại khu vực thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, đội kiểm tra liên ngành chống phá rừng tỉnh đã tiến hành chốt chặn xe ô tô biển kiểm soát 79C-07476 đang chở 100 cây gỗ lồng bè, 9 khúc gỗ xẻ hộp. Khi đó, tài xế đã dừng xe bỏ chạy. Toàn bộ số lâm sản trên không có giấy tờ hợp pháp đã được lực lượng chức năng tạm giữ cùng phương tiện để tiến hành xác minh xử lý theo quy định. Liên tục trong vài tháng qua, hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng gỗ làm lồng bè tăng cao. Nhiều đối tượng đã lén lút tham gia khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, cung cấp cho các đầu nậu tại thành phố Cam Ranh. Các cánh rừng thuộc huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Ninh Hòa đang là điểm nóng của tình trạng này. Riêng tháng 4, đội kiểm tra liên ngành chống phá rừng tỉnh đã phát hiện 2 vụ, tịch thu trên 13 mét khối gỗ làm lồng bè.